Lưu lại đây ba biểu nè. Ê, biểu gì vậy ba? Hả? Cho ăn gì hả? Đúng rồi. Thấy không? Bảy, ba có món này muốn cho con thử nè. Được, được. Đây, Lưu thử cho. Đây. Bắt tay cái mới được. Ok, bắt tay, bắt tay. Nè. Đâu? Con ăn thử đi. Sao hết lẹ vậy? Còn không? Bắt tay cái nữa. Được, được. Bắt, bắt. Còn không? Miếng ăn đi. Còn. Đưa gì con hộp ăn kịp dính nướu nè. 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 Ngon không? Được, ngon. Sao mỗi lần đưa con hộp vậy cha nội? Mày có biết này là gì không mà xin xỏ hoài vậy? Trời ơi, biết cái này là cái gì tôi chết liền. Nghe không? Còn nữa hả? Ừ. Thúc đại nhiều nhiều xíu đi. Gì đâu mỗi lần đưa con hộp ăn sao đã. Nhưng mà hình như có cảm giác cái này là thuốc chứ không phải thức ăn ông ơi. Sao mày biết? Tôi nói đúng không? Đúng. Hả? Vì sao ông còn đưa tôi ăn? Thuốc này là thuốc có lợi cho sức khỏe. Có thiệt không? Nói thiệt. Ăn thuốc này vô là bao nhiêu dung sáng lại lý trong người mày nó loài ra hết. Vậy giống thuốc phụ ca vậy cha. Thuốc sổ hả? Ông cho tôi ăn thuốc sổ hả? Tôi không ăn nữa đâu, ông dẹp đi. Ăn nữa đi. Cái này tốt lắm. Để người kỹ lại coi coi có chấp nhận được không? Nè. Ông để tay nào vậy? Đưa đi coi. Làm giật giật hoài. Để đoán mới có ăn được. Giữ im coi. Ăn từ từ thôi. Cái tay ông có mùi gì vậy? Như mới rửa đít xong hả? Rửa đít thằng cha mà chứ rửa đít mà không hả? Nè, bây giờ có muốn ăn nữa không? Ừ, đưa thì bà ba. Nhưng mà cái thuốc này là thuốc gì vậy? Sao nó ngon quá? Này là thuốc giảm cân em sớp. Giảm cân em sớp? Ý là ăn cái thuốc này mấy người bán cân bị ế hả? Không phải cân bị ế, mà là cái ký của mày nó giảm. Cũng được, dạo này thấy béo lên quá. Đang tìm cách để ốm bớt. Miệng lớn nó chê quá trời quá đất luôn. Vậy thì phải dùng cái thuốc này nhiều lên. Biết rồi. Ở em sớp ngoài bán thuốc giảm cân còn có thuốc tăng cân nữa. Ừ, thuốc tăng cân để cho con lú nó uống đi. Chứ thằng lú chứ con lớn là không cần rồi. Miếng đi. Không giữ im làm gì mà luôn sô bu quá vậy? Đây coi. Mày nói chuyện đàng hoàng nha. Ê, ông, 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 cho hỏi. Ê, từ, hạ thấp súng mới được. Đập tay cái, có ăn không mà cũng làm nhiều thủ tục dữ. Có cái ăn đâu phải đơn giản mày. Nhưng mà cho hỏi cái này xíu nha. Uống cái này vô giảm cân rồi có giảm luôn mấy cái kia không? Nè, ăn nữa nè. Đập tay cái. Ê, ông chơi tôi hả? Thứ gì đâu? Chìa tay ra lấy nè. Chìa tay hả? Thôi mệt ông quá, quăng đại vô cái mồm tôi đi. Đi đi. Nè. Đập tay nè. Đập tay. Nè. Có miếng ăn không mà cũng mệt mỏi với ông nữa. Cảm ơn nhiều nghe. Rồi trả lời câu hỏi của tôi đi. Ăn uống cái thuốc này vô, ngoài giảm cân ra có bị giảm cái kia luôn không? Bà nội cha mày. Sao chửi? Mày biết có cái thuốc nào giảm cái kia được không? Tao đang cần giảm nè. Trời thôi đi chơi, cha giỡn hoài, cha có chút xíu mà còn giảm gì nữa. Chút xíu bà nội mày, cỡ như cái cột đó con. Ông cỡ cây đũa thì có. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.